Kính thưa tất cả quý vị, nếu như nói đến ngôn ngữ của âm nhạc, đó là những giai điệu. Ngôn ngữ của múa là những động tác hình thể. Ngôn ngữ của điện ảnh, đó là những khung hình, những góc máy. Và ngôn ngữ của hội họa, đó chính là những hình khối và là tiếng nói của những gam màu. Trong không khí của những ngày cuối năm, khi những chút se lạnh vẫn còn vương vấn, hòa với một chút nắng ấm của mùa xuân đang gõ cửa đến sớm, dường như cảnh vật con người và thiên nhiên cũng giao hòa với nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt sắc. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức một buổi mạn đàm để gặp gỡ những họa sĩ trẻ có những tác phẩm đạt giải trong năm vừa qua. Và qua buổi mạn đàm này, chúng ta sẽ lắng nghe những suy tư, những trăn trở và những ước nguyện của thế hệ họa sĩ mới trong những ngày đầu năm mới. Và trước hết, xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng đến với những tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ trẻ, những nhân vật khách mời trong buổi mạn đàm ngày hôm nay. Họa sĩ Mai Quý Ngọc là một người con của vùng đất Tây Nguyên, ấn tượng bởi nét văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng của người bản địa nơi đây. Tôi cùng những họa sĩ trẻ khác luôn khao khát đưa những nét độc đáo ấy vào trong những tác phẩm hội họa và luôn cháy bỏng với đam mê của bản thân. Họa sĩ Nguyễn Văn Trung với phong cách mới mẻ, đa dạng, sinh động và chân thật trong từng tác phẩm, họa sĩ Nguyễn Văn Trung đã tạo ra nhiều nét riêng trong sáng tác nghệ thuật. Anh luôn tìm tòi, nghiên cứu, trải nghiệm thêm nhiều chất liệu khác nhau, phát huy tư duy sáng tạo trong hội họa của bản thân. Họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My, nữ họa sĩ trẻ đầy bản lĩnh và tư duy mới lạ, phá cách. Họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My luôn nỗ lực, chuyên cần trong sáng tạo nghệ thuật. Mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn đậm nét, ấn tượng mạnh mẽ, đa dạng nhưng vẫn giữ nét mềm mại nữ tính của một nữ họa sĩ. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta vừa đến với những tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ trẻ đã đạt được những thành tích trong năm 2021. Và hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ trò chuyện với các nhân vật khách mời. Xin được chào đón họa sĩ Mai Quý Ngọc. Xin được chào đón họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My. Xin được chào họa sĩ Nguyễn Văn Trung. Và một nhân vật rất là đặc biệt trong buổi mạn đàm ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu họa sĩ Lê Hùng, chi hội trưởng chi hội mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai. Hôm nay chúng ta sẽ có một chút thiếu sót, đó là nhà điêu khắc Nguyễn Vinh vì một chuyến công tác đặc biệt cho nên không thể có mặt trong buổi mạn đàm này. Nhưng mà hy vọng rằng những khoảnh khắc chúng ta cùng trò chuyện hàn huyên với nhau trong những thời khắc cuối năm để chuẩn bị bước sang năm mới sẽ tạo nhiều cảm xúc và chắc chắn rằng chúng ta sẽ chia sẻ được nhiều điều về tâm huyết với nghề, về những trăn trở và những ước vọng trong thời gian tới. Đầu tiên xin chào Mai Quý Ngọc. Có thể nói là khi mà quan sát hoặc là xem những bức tranh, những tác phẩm của Ngọc, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được rằng cái chất liệu về mảnh đất Tây Nguyên này nó khá là phong phú và nó đi sâu vào hầu như tất cả các tác phẩm những đứa con tinh thần của họa sĩ Mai Quý Ngọc. Vậy thì cho phép chúng tôi được hỏi rằng cái chất liệu Tây Nguyên rõ ràng đó là một cái chất liệu rất là đặc biệt. Nhưng mà liệu rằng có khi nào Ngọc cảm thấy rằng nếu mà chúng ta cứ đi sâu vào khai thác về đề tài này thì sẽ có lúc nó bị cạn kiệt hay không? Cũng như vì sao mà Ngọc luôn luôn trăn trở và tâm huyết chọn cái chủ đề về mảnh đất Tây Nguyên này để đưa vào những sáng tác của mình. Xin chào tất cả mọi người. Thì về cái câu hỏi của Nam thì mình cũng trả lời rằng là về cái chất liệu
ở Tây Nguyên thì đây là một cái chất liệu rất là vô cùng tầm. Nó đã khuyến khích cho tôi từ khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường, là một cái mảnh đất chứa đựng nhiều cái tâm linh, rồi nhiều cái huyền bí, huyền hoặc của các cái lễ hội, cũng như là những cái phong tục tập quán của người bản địa ở đây. Chính vì điều đó đã cuốn hút tôi sáng tạo ra những cái tác phẩm và chính cái mảnh đất ở nơi này. Và thực sự, qua những lời chia sẻ của Ngọc, chúng ta đã cảm nhận được rằng cái tình yêu quá lớn và cái kho tàng về văn hóa Tây Nguyên nó vô cùng bao la. Mà có lẽ là chúng ta có đi hết cả cuộc đời này thì chúng ta cũng không thể nào khai phá hết được những nét đẹp tiềm ẩn của mảnh đất cao nguyên này, đúng không ạ? Cảm ơn Mai Quý Ngọc rất là nhiều. Và một nhân vật rất là đặc biệt có mặt trong buổi mạng đàm ngày hôm nay, một chàng trai ở những năm đầu của thập niên 80 đã rời miền quê của mình tại mảnh đất kinh kỳ Huế để đặt chân đến Pleiku. Và từ đó thì dường như là Pleiku, Gia Lai đã trở thành quê hương thứ hai của anh. Thấm thoát cũng đã một thời gian rất là dài anh đã đặt chân đến, gắn bó và chọn nơi đây là quê hương thứ hai của mình rồi. Thì không biết rằng những ngày đầu đặt chân đến nơi đây thì có những cái kỷ niệm gì đẹp của mảnh đất Tây Nguyên này, anh có thể chia sẻ hơn về những kỷ niệm ấy không ạ? Ngay từ đầu khi đặt lên đây tháng 10 năm 80 thì đi lên đây với tâm thế của một người con của xứ Huế, tôi cảm thấy rất thích là bởi vì cái đồi núi chập trùng và cái địa hình và cái không gian đó thì làm mình thích. Nhưng cái dấu ấn đầu tiên của tôi là khi mà đặt bước vào sở Hoàng Tín á, thì tôi lại gặp được một cái nhân vật, đó là bác họa sĩ Xu Man. Thì lúc đó bác họa sĩ Xu Man là một trong những cái nhân vật mà được mệnh danh là cánh chim đầu đàn của phong trào mỹ thuật Tây Nguyên. Thì khi mà tiếp xúc với bác Xu Man ngay từ đầu thì mình là dân mới ra trường mà, thì mình thấy tranh của bác thôi là mình thấy mình mê và mình hỏi bác là, bác ơi đây là tranh Tây Nguyên à? Thì bác là ừ, Tây Nguyên là thế. Thì mình thấy rằng là có cái gì đó hay và mình cảm thấy là tự nhiên mình bị mê về cái chất của bác. Và cuối cùng mình nói là bác thế thì con mới ra trường thì con lên đây thì con sẽ vẽ về đây. Thì bác nói ừ thì vẽ về đây, vẽ nhiều cái thì con phải vẽ lắm, mà con cứ vẽ đi thì con sẽ hiểu. Thì từ đó là bắt đầu là mình nhận công tác. Sau khi đi những cuộc thâm nhập thực tế thì mình thấy rằng là đúng là cái đất này có gì thấy hay. Thứ hai nữa là kinh tế lúc đó trên đây cũng nó đỡ hơn những cái tỉnh ở đồng bằng bên dưới. Và thứ ba nữa là mình là được phân công tác, cho nên là mình không thể bỏ cuộc và quay trở về được. Nhưng cái yếu tố đó làm cho mình quyết định là dừng chân tại nơi đây. Một câu chuyện rất là thú vị, cảm ơn anh. Từ một chàng trai trẻ xứ Huế lên đây và dường như gắn bó với Tây Nguyên như là một mối duyên nợ. Và qua những câu chuyện của anh kể vừa rồi thì ta cảm nhận được rằng họa sĩ Xu Man là người đã truyền cái ngọn lửa tình yêu Tây Nguyên đó. Và có một cái kỷ niệm mà Nam nghe giai thoại của các anh, các chị, các cô chú kể thì không biết là có đúng không, là khi mà anh Lê Hùng vẽ một cái tác phẩm về Tây Nguyên trước mặt người dân bản địa ở nơi đây và người dân rất là sững sờ bởi vì thấy quá giống với đời sống thật của mình. Và đã có những người dân đã dùng nước bọt của mình á, chấm và quẹt lên cái tấm tranh đó giống như để xác thực. Thì không biết cái câu chuyện mà các anh chị kể cho Hoàng Nam nghe thì có đúng không ạ? Cái đó thì nó rất đúng, là bởi vì thật ra là có thật. Bởi vì thế này này, thế thì có bữa nào là tôi về thì có một số đồng bào là họ đừng có xem xong rồi họ lại xin. Mà khi họ xin á thì mình nói là thì các bạn thấy thích thì các bạn xin thì mình cho. Tại vì thật ra là một cái bức tranh với màu đơn giản và tinh giấy thôi mà. Nhưng mà mình sững sờ chỗ như thế này này, tức là khi mình đồng ý cho thì họ lại cảm ơn, nhưng mà họ chưa lấy thì họ lại nhổm một miếng được bọt vào liền. Thì mình sững sờ, mình nghĩ rằng là mình không hiểu cái điều gì xảy ra. Tại họ ra là nhổm được bọt vô xong họ lấy tay cha như thế này. Họ bảo rằng là màu mà tốt thì mình mới lấy, chứ còn nếu mà màu mà xấu á là mình không lấy. Rất thế là thì, chân thật đó. Thì mình thấy rằng là mình hồi quảng, nhưng sau đó mình thấy rằng là cái tính trung thực của người đồng bào nó quá ghê gớm. Và không phải là đó là một cái chuyện đúng thực, có nhiều chuyện đúng thực khác nữa mà mình cảm thấy rằng là mình bị cuốn bởi vì cái tính nhân văn họ quá lớn, họ tính trung thực họ quá lớn. Một cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng đủ để chúng ta cảm nhận rằng Tây Nguyên đẹp và huyền bí như thế nào. Cảm ơn anh Lê Hùng rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý vị và các vị khách mời, có đôi khi thì Hoàng Nam cũng tự thấy ra như thế này. Ví dụ như một tác phẩm nghệ thuật ở các lĩnh vực khác á, ví dụ như âm nhạc đi,
một bài hát, một bản nhạc nè, chúng ta có thể biểu diễn được trên sân khấu, rồi hoặc là các kênh truyền thông như là truyền hình, YouTube, mạng xã hội vân vân, thì những bài hát hoặc là những cái điệu múa đó nó đến rất là dễ, và mọi người khán giả cũng dễ cảm hơn bằng rất là nhiều kênh. Nhưng riêng về cái lĩnh vực mỹ thuật á, thì Hoàng Nam cảm thấy là nó hơi bị khó khăn, bởi vì chúng ta những cái kênh mạng xã hội này, những cái kênh truyền thông rất là khó được, bởi vì chỉ có khi nào mà chúng ta đến tận mắt, chúng ta cảm nhận trong từng tác phẩm của các nghệ sĩ, thì lúc đó mới có một cái sợi dây kết nối giữa người xem và tác giả, đúng không ạ? Vậy thì không biết cái điều khó khăn này để tiếp cận được với những người yêu nghệ thuật mỹ thuật, thì không biết là các anh chị có cái suy nghĩ, có cái nỗi buồn hoặc là có trăn trở, có những cái ước nguyện gì không? Thiệt ra thì bên cái chuyên ngành mỹ thuật á, thì có nhiều cái trăn trở lắm. Bởi vì là muốn cho những cái tác phẩm đứa con tinh thần của mình á, để đi vào mà phải sờ, phải xem trực tiếp. Nhưng mà ở tỉnh nhà mình á, thì cứ 2 năm một lần thì tổ chức những cái cuộc triển lãm giới thiệu những tác phẩm của anh em họa sĩ đến với công chúng. Đó là một cái điều mà mình cảm thấy là rất là mừng. Anh em nghệ sĩ chúng tôi là mong muốn có một cái nhà trưng bày để đem những cái tác phẩm của mình đến gần với công chúng hơn. Cho nên mong muốn là có một cái nhà trưng bày triển lãm. Tôi cũng đã nghe được là ở tỉnh mình là sẽ có một cái nhà trưng bày cho chúng tôi. Đó là một điều rất mừng, đúng không? Đúng rồi. Một cái tín hiệu vui, đúng không ạ? Và năm cũ sắp qua, năm mới cũng đến rồi, 2022 cũng sắp đến. Thì ví dụ như Chung ha, khi mà cái khu trưng bày triển lãm nó mở ra nha, bây giờ bạn có thử tưởng tượng bạn ngồi ở đây, bạn nghĩ rằng với cái chất liệu mới của mình mà bạn đang tìm tòi và bạn khám phá khẳng định trong khoảng 5 năm trở lại đây, đúng không? Đó là chất liệu về khắc gỗ và lụa, đúng không ạ? Thì với không gian đó, bạn sẽ ấp ủ làm một cái gì? Trưng bày khoảng bao nhiêu tác phẩm và lựa chọn bao nhiêu thể loại để mà trưng bày giới thiệu về những tác phẩm của mình? Đúng là trong cái thời gian vừa qua thì mình có thử nghiệm một số cái chất liệu khác, cái chất liệu sơn dầu, đó là chất liệu lụa và chất liệu khắc gỗ. Thì riêng về chất liệu khắc gỗ thì mặc dù là thử nghiệm nhưng mà cũng đạt được một số cái thành công nhất định. Thì cái cơ duyên để mà mình tìm đến với cái chất liệu khắc gỗ là khi mà được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai và được tham gia cái triển lãm mỹ thuật khu vực hàng năm do Hội Mỹ thuật Việt Nam họ tổ chức á, thì mình có cơ hội mình được giao lưu, được học hỏi các cái họa sĩ gạo cội cũng như là các họa sĩ trẻ ở các khu vực khác. Và đặc biệt hơn là mình được tận mắt thấy được cái sự phong phú và đa dạng về chất liệu và cái kỹ thuật thể hiện cái tác phẩm của các họa sĩ đó. Và mình đặc biệt là mình ấn tượng với cái chất liệu khắc gỗ. Rồi bắt đầu từ đó là mình bắt đầu tìm tòi, học hỏi cái cách thể hiện, cái kỹ thuật thể hiện cái tranh khắc gỗ. Rồi cũng mạnh dạn thử nghiệm và cũng gặt hái được một số cái thành công. À, thì trong quá trình mà làm một cái bức tranh khắc gỗ thì nó cũng gặp không ít cái khó khăn. Trong tương lai là có được một số cái có được cái nơi trưng bày như thế thì mình sẽ thực sự là cố gắng đẩy sâu cái chất liệu khắc gỗ để mình hoàn thành cái tác phẩm nó có chất lượng hơn, rồi nó có những cái đặc trưng riêng hơn và sâu hơn để mình có thể công bố được nhiều cái tác phẩm cho công chúng thường lãm. Dạ rồi bây giờ nha, những cái trăn trở của bạn, những cái cơ duyên của bạn chạm ngõ đến cái tranh điêu khắc gỗ. Vậy thì nếu mà để mà triển lãm cho bạn về cái chất liệu này thì bạn sẽ có bao nhiêu đứa con tinh thần trình làng nếu mở cho bạn một cái cuộc triển lãm riêng ạ? Thì nói chung là trong tương lai nếu có được cái không gian trưng bày đó, có được cho mình một cái không gian trưng bày riêng thì có thể là khoảng vài chục tác phẩm để mà trưng bày. Vì làm khắc gỗ thì không thể là một năm thì như thế thì làm được khoảng 2-3 tác phẩm thôi chứ không có nhiều. Nếu như mình đầu tư thêm thì có thể làm nhiều hơn. Khoan nha, một năm á anh Hùng, cái chất liệu này chỉ làm được khoảng 2-3 tác phẩm mà bạn đã đi vào cái con đường này khám phá là 5 năm. Thì chúng ta cứ tính là 3 tác phẩm một năm thì 3 nhân 5 là 15. 15 tác phẩm của bạn quả là một sự nỗ lực rất là lớn, đúng không ạ? Đúng thật là bây giờ mới chiêm nghiệm lại rằng đã đến lúc rồi. Chúng ta cần có một cái không gian để đưa các tác phẩm này đến với khán giả, đến với những người thưởng ngoạn hơn. Thì bây giờ chúng ta lại quay lại ôn lại đi. Năm cũ người ta thường nói là những ngày cuối năm thì chúng ta hay nhắc lại những câu chuyện cũ ạ. Với sự truyền lửa của một người thầy cho bao thế hệ rồi, thì nhìn lại những cái thành tích của các lớp học trò của mình, những người bạn,
mà từ những ngày đầu cầm lên những cái nét cọ đầu tiên cho đến khi mà các bạn có được một cái vị trí như ngày hôm nay, cũng như những có những giải thưởng đáng ghi nhận đó, anh Lê Hùng là một người thầy, một người đồng nghiệp của các bạn, đã có đánh giá gì về cái sức sáng tạo cũng như là những cái thành quả của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng bước khẳng định mình? Đến giờ phút này á, thì tôi cảm thấy rằng là gần như là nếu tâm thế của một người mà lớn tuổi và một người đồng nghiệp mà đi trước, thì tôi thấy rằng là đến lúc này thì tôi cảm thấy là khá thỏa mãn. Tại sao mà tôi dùng cái từ khá thỏa mãn? Bởi vì là Trung này, rồi bạn Trung Ngọc, rồi Vinh, tức là một cái thế hệ mà lúc đó là trẻ, lúc đó là thì bắt đầu mình mới phát hiện ra rằng là đây là những nhân tố. Cái đầu tiên mình thích các bạn này là cái chỗ sự đam mê, tức là hẳn nói không rằng gì cả, là hẳn cứ thế là hẳn cứ về. Sau đó tôi mình tìm hiểu rằng là các bạn này là ai, thì cuối cùng là các bạn này là được xuất thân từ giáo viên dạy mỹ thuật. Cái hay chỗ là giáo viên dạy mỹ thuật. Như thế là các bạn này là ngoài cái chuyện giờ dạy của mình đang rất là bận rộn, mà các bạn làm những điều này thì quá giỏi. Là bởi vì quá giỏi cho nên này, tức là anh phải dùng những thời gian là phụ để anh làm, mà cái này thì khó ai mà đồng viên ai lắm. Bởi đồng viên là một việc, nhưng các bạn ấy có làm hay không là chuyện của bạn. Thế thì các bạn cứ sống sảo làm, và điều gì đến là đến thôi. Thì cách đây khoảng 8 năm trở lại đây là bắt đầu là các bạn lần lượt được giải thưởng. Giải thưởng này không phải là giải thưởng của tỉnh, mà giải thưởng của Trung ương mà. Tại vì hàng năm là có cái triển lãm mỹ thuật khu vực đó mà. Để bạn Trung lại đưa về giải khuyến khích, để bạn Ngọc lại đưa về giải C, rồi My lại đưa về giải này giải nọ chẳng hạn. Thì thế là bắt đầu là các tỉnh khác bắt đầu biết đến Gia Lai, biết dân. Hồi trước họ chỉ biết có thể là họ biết đến Bạc Mán, rồi sau đó là cái thế hệ kế tiếp là biết đến Lê Hùng, là hồ thì Súng Thu, rồi bây giờ tiếp tục sau này là bị ngắt đi một thời gian là 7-8 năm gì đó. Sau đó bắt đầu là tự nhiên là Nguyễn Văn Trung xuất hiện, rồi Mai Cường Ngọc xuất hiện, Lê Nguyễn Thị Mỹ xuất hiện, Nguyễn Văn xuất hiện. Từ đó mình cảm thấy mình thấy rằng là mình thích, và mình cảm thấy rằng là đấy rồi, tức là chúng ta đang có một cái thế hệ có một cái nguồn gọi là một cái nguồn mà đúng là cái nguồn thật. Tức là các bạn này không phải rằng là đột xuất, các bạn đem đến cái giải thưởng này rồi dẫn dắt năm sau là nhiều to hơn. Bằng chứng vừa rồi là 2 năm vừa rồi là cái khu vực miền Trung mình là họ hơi ngạc nhiên về Gia Lai. Là ví dụ như là Trung năm kia là đem về giải A, rồi năm nay là đem về một cái giải A nữa. Mà nhớ là trong một cái giải thưởng khu vực là cái giải nó ít lắm, rồi bằng Ngọc chẳng hạn, rồi cứ giải B, rồi giải B, mà giải B lúc đó là không có giải A đó nha. Còn năm nay là Ngọc thì đem về giải B, nhưng mà lại trên giải B nên là có ông Trung, đúng không? Mà ông Trung là của ai, là của Gia Lai nữa. Và như vậy thì ngày xưa sẽ nhớ đến họa sĩ Su Man, nhớ đến Lê Hùng, nhớ đến Hồ Thị Xuân Thu đã ghi tên của mình trong lòng của hội họa, ngoài công chúng, trong công chúng của cả nước và cả khu vực. Nhưng mà đột nhiên nó lại dừng lại. Thế nhưng mà rồi 8 năm đổ lại đây lại tin mừng. Bắt đầu. Thì giống như đó là một cái sự khởi sắc trở lại. Mi có thể chia sẻ một chút về cái giải thưởng của Mi đã đạt được không? Thì mình cũng có một số thành tích nói chung. Nhưng mà cái thành tích mà gần đây nhất đi, cái giải là 5 năm. 5 năm ở tỉnh, 5 năm của tỉnh. Mình được giải C. Đó. Thì đó là một cái mà cũng là cái nguồn động lực để mình tiếp tục. Bởi vì bây giờ mình là nữ mà, thì nó có nhiều cái công việc của gia đình. Để mà chu toàn với vai trò của một người mẹ, một người vợ, thì không biết là My đã tìm cái cảm xúc của một người nghệ sĩ của mình để có thể bay bổng trong những sáng tạo của mình. Đó là lúc mà buổi tối lúc mà các con đi ngủ rồi, bắt đầu là mình sẽ thể hiện cái niềm đam mê của mình đó. Kính thưa tất cả quý vị, và năm 2021 vừa qua, chắc chắn là chúng ta cũng, những người yêu mỹ thuật cũng đã nhận thấy rằng có rất là nhiều những giải thưởng của các họa sĩ trẻ đã mang về những thành tích đáng ghi nhận cho nền văn học nghệ thuật của Gia Lai. Và hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ nhờ các tác giả, các nhân và khách mời của chúng ta sẽ bật mí một chút về những cái thành quả mà chúng ta đã đạt được. Đầu tiên thì xin mời Nguyễn Văn Trung. Rồi, cảm ơn bạn Hoàng Nam. Thì trong năm 2021 thì cái tác phẩm Ngọc, cái chất liệu khắc gỗ của tôi thì đạt được giải A của khu vực năm. Và sau đó là cái Hội đồng Nghệ thuật Trung ương là đẩy lên giải B, giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Thì cái tác phẩm này thì tôi sáng tác về cái đề tài là phòng chống Covid. Khi mà cái tình hình Covid nó đang bùng phát, cái dịch bệnh nó bùng phát,
Như thế thì những cái người mẹ Tây Nguyên, những em bé Tây Nguyên sẽ ngóng đợi gì sau cái ô cửa hẹp. Và cái ô cửa hẹp này thì nó sẽ thể hiện thông qua cái hình ảnh đó, thì trong cái tác phẩm mình thì người xem sẽ thấy được cái sự khắc khổ. Thông qua tác phẩm mình, tôi muốn truyền tải cái thông điệp đó là phải dành sự quan tâm hơn nữa cho cái cộng đồng, cái dân tộc thiểu số đang sinh sống ở Tây Nguyên, vì cuộc sống của họ còn gặp muôn vàn khó khăn mà trong khi dịch bệnh bùng phát rất mạnh ở các tỉnh Tây Nguyên. Cảm ơn bạn rất là nhiều với những cái thông điệp và những cái cảm xúc của bạn gửi gắm qua cái ô cửa hẹp và ánh mắt ngóng trông đó. Và bây giờ thì mời Mai Quý Ngọc. Xin phép Hoàng Nam là cho mình tự khoe một tí về cái giải thưởng, một cái thành tích vừa rồi cũng mang cái sự ngẫu nhiên của cuối năm. Thì cái tác phẩm mà có tên là Chuẩn bị vào hội của mình thì chất liệu tổng hợp với kích thước là 1,5m thì cũng may mắn là được một cái giải thưởng, đó là giải B của khu vực của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Thì trong cái không khí lễ hội thì nó đã ám ảnh mình từ rất là lâu rồi, và đó cũng chính là một cái đề tài chủ lực trong cái sáng tác của mình. Thì những cái lễ hội như Nam thì mọi người ở đây và thầy Hùng đều biết là về Tây Nguyên nó rất là huyền hoặc tâm linh. Các cái lễ hội như bỏ mã, lấy nước, rồi cúng thần mặt trời, vân vân, rất là nhiều lễ hội. Những lễ hội nào nó cũng có cái đặc trưng riêng của người Gia Rai Ba Na ở đây, người bản địa ở đây. Chính vì điều đó mà trong cái tác phẩm của mình là nó mang cái tên là Chuẩn bị vào hội á, là nó chứa đựng nhiều cái gọi là cái sự chuẩn bị trong đó, từ các cái chàng trai ngực trần cho đến những người mẹ Ba Na Gia Rai trong cái tác phẩm, được cân đối theo những cái bố cục hình vuông mà mình chia ra để mang những cái lời của mình đến cho, giống như một cái thông điệp đến cho người xem về những cái hình ảnh mà mang cái sắc thái đặc trưng ở Tây Nguyên. Đó, thì trong năm qua thì cũng có một cái vinh dự nhỏ như vậy. Một cái thành tích mà tuy là bạn nói nhỏ nhưng mà năm niềm tự hào của các hội viên chúng ta nè, của mỹ thuật tỉnh nhà, đúng không ạ? Và thực sự là khi mà cái không khí lễ hội giữa cái thời điểm này, một cái sự lắng động của năm 2021, thì thực sự cái không khí lễ hội đó nó kích thích mọi người rất là nhiều, để chúng ta cảm thấy có những cái luồng sinh khí, có những cái ước mơ đến một cái năm mới nữa, đúng không ạ? Dạ, và không biết là chúng ta sẽ khoe với một người nhà điêu khắc Nguyễn Vinh. Dạ. Thì không biết rằng với một vai trò của một người hướng dẫn, đồng hành với tất cả các thế hệ nghệ sĩ trẻ, thì anh Lê Hùng có thể bật mí một chút về thành viên của chúng ta không ạ? Hôm nay Vinh không còn mặt, đó là một cái điều mà hơi uổng. Cách đây khoảng 8-9 năm gì đó là Vinh đoạt được cái huy chương đồng của triển lãm mỹ thuật quốc phái chúng à. Đấy. Đúng rồi. Lúc đó là Vinh đang là từ cô độc một mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Chứ không phải là Vinh ở đây đâu. Wow. Đó. Tôi là được huy chương đồng của triển lãm mỹ thuật toàn quốc lận. Sau đó Vinh còn nói là thầy ơi, em sẽ về với thầy, về đất này nó tốt. Em về đi. Ở đây là có Trung Ngọc, ở đây là về đi. Và Vinh về là đúng là cái tài năng đó. Không ai mà có thể cản phá được. Là Vinh là được giải B triển lãm mỹ thuật khu vực. Rồi tiếp đều là năm ngoái là được giải C và triển lãm mỹ thuật khu vực. Năm nay thì đấy là cái thành tích của Vinh là như thế. Phải nói là có một cái tình yêu rất là lớn với Tây Nguyên. Phải nói là một cái tình yêu rất lớn từ trong trái tim của mình. Thì các bạn mới đủ sức để mượn cái hình tượng đó mà nói là cái ước mơ đó. Cho nên mình nói thế này này. Cái của Vinh, cái của Trung, cái của Ngọc, hay là cô My đây mà thành công đến hôm nay, ba yếu tố mà tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ phải chấp nhận. Các bạn ấy đang lấy bản chất của một người thầy giáo trên bục giảng. Dạ. Cái trái tim của một thầy giáo. Và cái thứ hai ạ? Cái thứ hai là tinh thần của một người nghệ sĩ, là đam mê. Đấy đấy. Vai trò của nhà giáo, vai trò của người nghệ sĩ. Đây, thế đó. Kính thưa tất cả quý vị, và trong không khí của những ngày cuối năm 2021 này, buổi mạn đàm ngày hôm nay, chúng ta đã cùng gặp gỡ với những nhân vật khách mời để lắng nghe những lời chia sẻ trăn trở cũng như là những ước vọng của thế hệ nghệ sĩ trẻ và những điều mong ước của những người tiền bối muốn trao gửi lại cho những thế hệ tiếp theo, thúc đẩy sự phát triển của nền mỹ thuật của tỉnh nhà đi lên một tầm cao mới. Chúng ta có quyền hy vọng tất cả những điều tốt đẹp nhất trong năm 2022 đang mở ngõ. Xin cảm ơn anh Lê Hùng
Xin cảm ơn Mai Quý Ngọc, xin cảm ơn Lê Nguyễn Thảo My, xin cảm ơn Nguyễn Văn Trung đã cùng có mặt trong buổi mạn đàm ngày hôm nay. Chúc tất cả chúng ta và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thật là nhiều thành công trong cuộc sống. Hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi gắm đến tất cả các bạn trẻ đang tiếp tục sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật. Và bây giờ thì xin mời các khách mời của chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước để nhận những đóa hoa tươi thắm từ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai trao gửi như một lời cảm ơn sự hiện diện của tất cả chúng ta đang có mặt trong buổi mạn đàm ngày hôm nay. Xin mời. Nghệ sĩ ưu tú Đặng Công Hưng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sẽ dành những đóa hoa tươi thắm đến ba tác giả trẻ của chúng ta đã đạt giải trong năm 2021 như những lời chúc mừng cho những thành quả đã đạt được. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho những kết quả đã đạt được trong năm qua. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta vừa đến với buổi mạn đàm gặp gỡ những họa sĩ tiêu biểu của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được dành một món quà đặc biệt, đó là tiết mục Như Hoa Mùa Xuân, sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Ca khúc này do những thành viên của nhóm nhạc Son Band biểu diễn. Đây cũng như là một lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị đã cùng đồng hành với các chương trình của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Kính chúc tất cả quý vị khán giả cùng với gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chim hòa ca trong nắng mới, hoa mai đỏ khoe sắc hương xuân tràn ngây ngất, ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho màu xanh lá, con tim bình yên quá, phương xa người về quê đón tên, ngân vang ngàn câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới. Nắng
mùa xuân về mang bình an qua